Vợ giới thiệu trước đi vợ. Dạ em tên là Ngọc Phú. Trước đây em là một diễn viên hài, cùng diễn với ông xã. Và em có học qua đạo diễn điện ảnh, nhưng mà sau đó sinh con cho nên về nhà. Bây giờ tiếp tục kinh doanh, nhường bước cho ông xã. Và em chào tất cả mọi người. Mời anh ấy. Tôi là nghệ sĩ hài Tam Thanh. Dạ, Tam Thanh tới đây xin chào quý vị quan khách từ trẻ tới lớn. Thế năm nay anh Tam Thanh được bao nhiêu cái xinh xinh? Cho nhiêu cho. Thôi giờ cho đại 18 đi được không? Thôi cái đó lố lắm. 28. Lố. Thôi lên luôn 48. Tôi gọi ảnh là anh đó. Anh năm nay sanh 1962, 57 hay 58 gì đó. Nói nghiêm túc nha, anh trẻ hơn so với số tuổi, đúng không quý vị? Còn Ngọc Phú thì sao? Dạ em thì em nhỏ hơn anh, ông xã em 20 tuổi. Có nghĩa là năm ảnh 20 thì lúc đó em mới sinh ra đời. Hồi nãy trong lúc giới thiệu là Ngọc Phú có nói là trước đây là đi diễn với anh Tam Thanh. Dạ. Như vậy chắc chắn rằng là trong cái thời gian đi diễn là hai người đã cảm mến nhau rồi đúng không? Dạ lúc đi diễn thì chưa có cảm mến nhau đâu anh. Lúc đó anh Thanh mời em về diễn em sợ anh lắm. Ủa đi rồi sợ? Dạ tại vì em thấy cái mặt ác ác làm sao. Nó dê dê sao? Người dạ. Mà trong mấy cái tuồng cổ đó đúng không? Dạ dạ. Tuồng cổ mà Quân Xâm Lăng á. Dạ đúng rồi. Dạ, đó đúng không? Dạ em mà thấy em sợ lắm. Quân Xâm Lăng với Quan Dê đúng không? Đúng rồi đó đó. Dạ, mà anh nói thiệt đi, hồi đó anh có dê Phú lần nào hay không mà để cho Phú sợ vậy? Tánh anh thì em biết rồi, cái mặt gian. Thành ra nhiều khi mình không dám nhìn, nhìn lén. Cô ấy đi ngoài trước cái mình nhìn ngoài sau. Chắc lưỡi hoài. Em hỏi anh nè, anh á là giống như anh mời Phú về nhóm anh á là anh đã nhắm trước rồi, xong là bắt đầu anh mới lên kế hoạch là anh mời về để mà anh triển khai kế hoạch đúng không, hay là mời về rồi anh mới cảm thấy là anh thèm muốn? Gì ghê gì thèm muốn, không có. Hồi đó Phú đẹp lắm. Đẹp à, bây không giờ có gì đẹp anh không nói phải đi. Hồi đó là đi diễn với nhóm bên kia đó, rồi mình ở bên đây mình mới nhìn, mình mới thấy sao con bé này nó đẹp từ dáng cho tới mặt, có duyên quá. Đó, ước gì cô ấy về mình. Ước hoài không được, đang diễn với người ta sao cướp bị chửi à. Thì vô tình bữa hổm mới thấy diễn chung với nhóm anh Thanh Tùng. Em biết nhóm anh Thanh Tùng là nhiều đông lắm. Anh mới xin cho con bé này về. Đó. Chị hỏi là đúng rồi còn gì nữa. Dạ, đúng. Anh đã nhắm người ta rồi. Đúng. Xong anh mới ủ mưu, anh tìm cách bày binh bố trận. Anh mới xin anh Tùng để hốt về. Vào cái thời gian đầu khi mà em diễn với anh Tam Thanh thì em có phát hiện được ảnh có cái ý đồ gì không? Dạ không. Lúc đầu thì em sợ là về là bị dê. Từ sợ trở thành nể phục. Lúc đó em bị mất xe rồi. Thì anh Thanh lúc nào cũng tới đón em để đi diễn hết á. Nhìn mặt ảnh á thì hùm hổ vậy đó, nhưng mà thật sự là rất là nhẹ nhàng, chứ đúng. không có thô bạo như là cái gương mặt là thể hiện lên như vậy. Thì em ngồi đằng sau ảnh là đúng 6 tháng. Cái hồi đó là mình thích dữ lắm rồi. Mà mình ngồi gần cái tự nhiên tay chân rồi nó giật giật, nó bị cái kích thích gì đó mà mình không biết. Trong con người mình nó muốn hại mình. Cái mình lé lên một cái ánh sáng là phải có một cái ý đồ đó. Cái mình nói thôi mai không có show, đi chùa với anh chơi, hoặc là đi một vòng ngắm cảnh thư giãn, anh thuê xe hai đứa đi. Cái đi xuống miền Tây. Đó, trên đường trở về gần về tới nhà anh. Nói chung đó, nó cũng có cảm tình rồi. Cái anh mới nói là thôi bây giờ gì đi, nếu cho phép anh đeo đuổi em á, đưa cái tay để anh nắm xe mà thắng lợi cái á thì em bóp 3 cái là coi ý. Như là đồng ý, không bóp là không đồng ý đó. Xe vừa thắng thôi cái anh không thấy hiệu ứng gì hết trơn. Cổ là son nắm tay em thì em phải bóp anh mới buông ra được. Cái làm những cái giác quan á, cô ấy bóp 1 cái cho nó tới 3 cái lần. Bóp 2 cái nữa em đi xuống là dính rồi, chịu rồi, dính rồi đó. Anh có nghĩa là cái dấu hiệu tỏ tình của hai người đó phải không? Dạ, anh tỏ tình kiểu đó. Đó. Dạ. Là 6 tháng đó hả? Dạ 6 tháng. 6 tháng là coi như chính thức là em đồng ý để cho anh đeo đuổi rồi. Dạ. Coi dạ. như là hai người chính thức quen nhau rồi. Dạ, tình cảm của em với anh Thanh là tiến triển như thế nào? Dạ thì khi mà em chính thức quen ảnh rồi đó thì mọi cái nói chung là vui lắm. Thế là lúc đó em ở nhà mướn. Thì anh Thanh ảnh mới kêu em là thôi dọn về ở chung với ảnh đi. Thì em mới nói thôi kỳ quá, em không có chịu đâu. Cái lúc đó em lên Lê Văn Sĩ em mướn 3 triệu một tháng, ảnh cũng đi theo lên Lê Văn Sĩ luôn, ảnh mướn đối diện luôn. Đối diện. Rồi ở đó cô chủ nhà đó rất là thương ảnh, mà gặp cô chủ nhà đó lại không có chồng. Phải anh. Thế là ngày nào cũng nấu cơm lên cho ảnh ăn. Cái bữa tối đó tự nhiên phát gọi cho em à,
trời ơi em ơi, cứu anh với, cứu anh với. Hỏi sao vậy, mặc anh vậy, ai làm gì anh được mà cứu? Nó nói không có, cái cô chủ nhà này cũng mặc đồ mỏng quá à, chết anh rồi. Cứu anh đi, cứu anh đi. Thế anh cũng chơi chiêu nữa, em thiệt á. Đây này, đây, nhiều khi ổng mướn bà mặc đồ mỏng. Để coi để ở đâu mà ai mà rảnh cho mướn cái vụ đó. Em nhìn cái mắt em để anh để coi anh thành thật. Sao chị lúc nào anh chạy xe tới cửa nhà. Lúc đó mấy giờ nè? Lúc khuya rồi. Rồi đi nhậu là rồi. Đó, nhưng mà mắt tỉnh táo lắm. Cô chủ bước ra mở đèn sáng lên thì cửa kiến, mà trong cửa kiến ở ngoài này anh nhìn vô thấy trời ơi sao mỏng quá vậy. Trời ơi trời, vậy là nguy hiểm rồi, rồi là chết có ý đồ rồi. Anh sợ anh sa ngã thôi. Có lượm bên kia mà mất bên đây, cái móc điện thoại ra điện hoài xong bắt máy giùm tôi đi, trời ơi tôi lại em bắt máy giùm tôi đi. Cái bên kia bắt máy em hả, anh đè cứu anh dưới gì cứu bệnh còn nói công. Cái mặt ông như vậy ai làm gì mà cứu? Không có. Cái này sự cố. Anh qua nhà em, anh ngủ dưới đất cũng được. Đó, anh không có leo lên giường ngủ chung đâu. Sao ông trả lời? Được hay không? Qua đi. Qua đi. Trời ơi. Trời ơi, không còn gì để nói nữa. Qua rồi mình làm bộ quên cái vụ dưới đất đi. Mình cũng bận đồ đàng hoàng, cái mình nói máy lạnh đây sao hầm quá, muốn mặc quần xà lỏn ngủ quá. Rồi cái tự nhiên quấy giục cái mền xuống. Cái anh nói, ủa cái này là gì? Rớt kìa, lụm lên đi em. Không có, anh ngủ dưới đây. Hả? Quăng nó thì chịu thôi, chứ đầu tiên mà mình dồn dập quá người ta đâu chịu. Cái anh cũng nằm xuống rồi nó, trời ơi cái mền này đắp không ấm, bị gì nó lạnh từ dưới, nó lạnh lên. Dưới cái lưng nó máy lạnh mà nó vọng xuống này, cái nó vọng ngược lên. Trời ơi anh lạnh quá à. Nó thèm áo vô. Không được, ngủ quen, ở nhà anh ngủ anh không có bận đồ không. Nói đó, với em vậy. Ở đây là anh kềm chế lên, anh mặc cái quần xà lỏn là quá đáng rồi. Đó. Thôi vậy thì leo lên giường đi, em nằm ở trong anh nằm ở ngoài. Trời ơi leo lên giường mừng quá. Leo lên má ơi, làm như má cứu vậy đó. Rồi sao nữa nè? Rồi mà nay nó ngủ chứ đâu dám đụng. Bao lâu thì Phú mới theo anh về ở chung nhà? Dạ sau cái vụ đó luôn á anh. Vậy là coi như hai trẻ là chính thức là coi như là đã quy về một mối rồi đó, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì em với anh Thanh mới cưới nhau? Dạ cũng gần 5 năm á. Mà 5 anh năm năm vậy là anh giờ anh mua được mấy cái nhà rồi, anh nói em nghe. Anh cũng mua được hai căn nhà. Rồi cuối cùng cũng anh phá luôn. Ở nhà thuê 5 năm là mua được hai căn nhà. Dạ đúng rồi. Đám cưới. Cứ ý y là mình làm ra tiền thì cứ tha hồ mà chơi. Tụi em có một cái đứa con đầu lòng á, là ảnh mới hư hỏng. Thế là em ly hôn. Xong rồi ảnh dễ thương lắm, năn nỉ em lại là bây giờ ảnh biết lỗi của ảnh rồi, thì năn nỉ cho ảnh cơ hội làm chồng làm cha để anh quay ngược lại với em. Thế là em cũng vì mình đã có đứa con rồi, em không muốn là hôn nhân bị rạn nứt. Em không muốn con em mất cả ba lẫn mẹ. Trong khi đó bé nó mến ba quá trời mến luôn. Thế là em cho cơ hội và ảnh làm lại từ đầu. Lòi ra thêm một cục. Khi quay về là lòi thêm một cục nữa. Phấn đấu cho bằng anh bằng chị. Thôi nói chung là mối hôn nhân nói chung là cũng có vui, sau đó cũng có trắc trở. Dạ. Và cuối cùng là quay trở về. Lại vẫn vui. Vẫn vui. Mà lòi ra đứa nữa. Đúng không? Nhưng mà anh được có cái này nha. Từ ngày quen bé Phú, sống với bé Phú cho tới hai đứa con là chỉ có một bạc tai duy nhất. Chưa hỏi mà đã khai rồi. Ủa vậy hả? Là sẵn lên tưởng lên đây hát luôn chứ. Duy nhất là lỡ tay rồi đúng không? Cái đó hồi mới quen. Đó. Gần cưới rồi, lúc đó là cũng gần cưới. Gần cưới. Đó. Là vì ghen đúng không? Ai ghen? Anh ghen rồi. Không có. Em ghen. Nói chung hồi đó mướn mấy bé bán cà phê trẻ đó, thì mình cứ nghĩ là ảnh nhìn mấy bé đó không. Xong cái anh mua bông về, cái em nói bông xấu quá, em dục trước mặt mọi người vậy đó. Cái ảnh quê cái nói em điên quá. Cái em nói điên mới lấy anh vậy đó. Cái ảnh bỏ vô phòng mà ảnh đã đóng cửa phòng lại rồi, mà em đạp cửa phòng ra luôn. Trời, cửa phòng có nấc thang cái này nữa. Anh nắm một tay một cái cổ. Anh xách em lên luôn. Anh dở lên anh dục ra ngoài phòng anh đóng cửa. Trời ơi. Rồi đâu có vừa. Anh bỏ đi nhậu đút xe vô chở hết bàn ghế tivi đồ này kia. Chở chúng tay luôn. Rồi Trung Quốc rồi. Rồi xong anh phải bỏ ra mấy chục triệu mua đồ bỏ vô lại rồi sang luôn cái quán cà phê luôn. Là từ giờ đó họ không bán cà phê nữa. Từ trước tới giờ em ở với ảnh, ảnh có bao nhiêu tật xấu lòi ra? Dạ thì anh cũng có cái tật xấu như này anh. Bình thường á thì dễ thương, thương vợ thương con lắm. Nhưng mà hả, mỗi lần mà bạn nhậu mà gọi đi nhậu rồi á là xin lỗi tình yêu nha. Anh về đi con, nó trong nó cứ hỏi ba đâu rồi nè. Anh về liền. Cúp máy một cái. Một tiếng đồng hồ sau không thấy mặt ở nhà. Em tức quá em gọi lại một lần nữa. Tắt máy.
Em gọi riết, để cho chuông reo riết luôn, đến khi hết pin luôn, không thèm bắt máy. Trời ơi, mà dòng cái thứ mà xài điện thoại mà gọi điện không bắt máy á, chị biết không? Em tức lắm, ở bên này em muốn gào thét lên vậy đó. Rồi xong cứ ảnh về, cứ em tức em nhắn tin luôn. Đi luôn đi nha, đừng có chạy nhà nữa. Tôi không bao giờ mở cửa cho anh vô nhà đâu. Thế là đi luôn luôn anh. Đi luôn. Đi luôn. Người giận đi hả? Người gì mà thật thà. Dạ, đi luôn, không về nhà. Có nghĩa là sáng hôm sau dậy á thì thấy mình mở cửa ở đây, thấy ổng bên nhà má ổng á, đẩy xe ra ngoài. Trời đất ơi, dễ điên không? Trong khi đó mình nhà mình dỗ con, ổng ngủ bên bển á. Hỏi hỏi cái nhìn thấy vậy nè, em không thèm nhìn mặt luôn. Mà có khi nào mà anh đi nhậu mà anh bị những cái mà tai nạn ngoài ý muốn chưa? Có. Chạy anh... nhậu về mất mất bảo hiểm, luôn, không biết. Rồi té máu me không, rồi về rồi chạy xe vô đậu đó rồi vô nằm rồi. À, bé Phú ngồi sức thuốc này kia rồi anh không biết. Lâu chưa? Cái đó cũng lâu, lâu rồi. Dạ. Lâu rồi. Còn thật xấu gì nữa không Phú? Với lại ảnh hay thật lòng quá rồi thẳng. Đâm ra nói những cái mà nhiều lúc mà thẳng tính. Dạ đúng rồi. Người nghe người ta không có hài lòng lắm. Ví dụ như ra đường đi, khán giả hỏi anh Thanh là à, nay không có đi diễn hả anh Thanh? Sao giờ này còn đi chợ đây vậy? Cứ tự nhiên cứ cái cảm giác giống như là sợ người ta nói là mình bị ế xô hay sao. Nó dồn lên não bắt đầu. Ủa giờ này tôi đi diễn anh có đi coi không? Hả? Bây giờ lô bán buôn mà kêu người ta đi diễn ai coi? Cả treo. Bởi vậy mà đi gây lộn với khán giả. Mà mấy người đó quen, đi chợ mua đồ hoài. Bé Phú sợ thôi chứ anh nói chuyện sẵn lẹ mấy người đó quen rồi. Mà sợ. Cười he he. Nghĩa là sợ người ta nói là không có show diễn rồi. Hay là có nhiều khi vô quán cà phê á, người ta nói là ô sư phụ giờ này không có đi diễn hay sao? Vô đi uống cà phê vậy sư phụ, bụng về hưu rồi hả? Về hưu. Mày ngủ nghĩ sao tao về hưu, làm sao tao có tiền cho đúng cà phê? Mày điên hả mày? Nó nói ông về hưu mà ông đã giận gì rồi. Nó mà nói dùng cái từ mà xin lỗi nha, nó dùng cái từ hết thời không biết sao không? Là anh Thanh anh chắc anh lên nóc nhà anh ngồi á. Thật xấu là trả treo với khán giả. Đúng rồi đó. Có đúng không? Mà anh, em hỏi anh nè, mỗi lần mà anh bây giờ anh giận bé Phú là anh có xách đồ về mẹ không? Chưa có, nhóc ra là hãy gây lộn xách đồ đi mà không có đi về mẹ. Về nhà bạn. Vậy hả? Đang có mối nhậu. Ổng lầu 3 tầng mà ổng chừa một tầng ở trên là máy lạnh để suốt luôn. Để cho anh đúng không? Ờ, lúc nào Thanh cần Thanh alo anh nghe. Đó là alo là lên cho nó ngủ xong rồi sáng là ổng dắt ra ăn sáng uống phê xong trưa trưa cái hai anh em quất tới tối. Ê Phú chắc em thương ông đó lắm đúng không Phú? Nhiều lúc em điên luôn, em không nghĩ là em bị khùng đến mức độ mà em còn ghen. Em nói bộ hai ông chơi BD với nhau hay sao? Còn á, bữa nào anh Thanh không đi được, cái nói sao biết không? Tao hiểu mà ha, giờ vợ chồng Hòa Thuận đâu có gọi điện cho tao. Mỗi lần mà anh điện thoại cho ổng mới gây lộn hả Thanh? Ổng mừng lắm đúng không? Ừ, mới gây lộn hả Thanh? Anh nói chuyện kỳ quá, mà sao anh biết vậy? Nhưng mà nói chứ thật xấu vẫn ít, không có nhiều, đúng không? Mà mấy cái thật xấu nói chung là cũng dễ thương. Đó, ngoại trừ cái vụ mà nắm cổ ném xuống là không dễ thương thôi. Đó, nhưng mà bây giờ bỏ rồi. Đó, bây giờ tới anh nè. À, công chúa Ngọc Phú đây nè, có tật xấu gì không? Trời nãy giờ thấy khui quá trời quá đó, thấy giống như cam chịu gì đó. Em hỏi được, bây giờ anh mừng nè, bây giờ anh được nói rồi ha. Thôi, bây giờ về rồi mới hối hận. Không. Thiệt. Hối hận gì? Hồi đó nằm á, cổ nằm cổ ngủ, lúc mà mới quen á, cổ quay qua anh kia mình đâu có biết. Khi mà giờ thân mật rồi, cổ quay lúc nào cũng nằm trên cái tay anh hết. Mà sáng anh tức quá nổi. Anh hồi đó giờ không có đổ mồ hôi nách nha. Mà sao sáng nào cũng ướt nhẹp cũng đầy á. Này không phải mùi nách đâu. Kêu vợ dậy sáng rồi dậy nguyên một đường trắng trắng nó đây rồi. Trời ơi ông kia nói một cái chi tiết là vô nó ngủ nó chạy ke ông tả chi nguyên cái chữ ke nó còn ghê hơn. Phải có cái đường trắng ở đây mới là thật đó. Hồi anh chỉ yêu cầu vợ anh bỏ cái đường đó thôi. Cái đó là không có kiềm chế được. Hồi đó em ngủ em khép miệng lại mà không biết sao. Bây giờ em có chồng em ngủ không hả không? Mỗi lần vợ anh ngủ lúc nào anh cũng ngắm á. Anh nói trời ơi đúng là một thiên thần hả hồng ngủ. Ngủ lúc nào cũng gì dán ra đóng thuyền rồi mình đâu có rút chân được. Mỗi lần em về ổng ngủ em thấy ổng có giống thiên thần không? Được cái ngủ không có hả hồng nha. Mà ngái thì nó bệnh sớm luôn. Rồi còn thật xấu gì nữa nè? Không có. Mỗi lần giận lên thì sao? Giận lên chửi. Bây giờ em đừng có nói. Rồi là táp tới anh ra khỏi nhà, anh xách vali anh đi ra. Nhọn gái xách vali đi theo. Ủa? Tại nhọn gái đi theo anh luôn hả? Nhọn gái anh hồi nhỏ. Hãy anh xách vali đi ra quay lại. Con
đi đâu đây? Con đi theo ba. Đi theo ba một tuần lễ luôn á. Ngày nào nó cũng kêu gọi cho mẹ nó, anh còn mệt hơn, nó không đi nữa. Trời ơi, nó đi anh mới hối hận á. Đi xong, ba, cho con gọi điện nói chuyện với mẹ cái rồi. Mẹ tha cho ba đi. Mẹ tha cho ba đi mẹ. Rồi, cái ông bạn ông mới nói, này con Phú nó gài đó. Nó gài điệp viên theo mày á. Bởi hối về hoài. Ông bạn, ra nhậu với ông bạn. Ờ nhưng mà anh với Phú có thường xuyên cãi nhau trước mặt của bạn ấy không? Có một lần anh rất hối hận trong cuộc đời của anh là hai chồng anh cãi nhau mà quên mất nhỏ gái, nó ngồi trong góc nó khóc. Anh say qua, trời ơi, tự nhiên nước mắt anh chảy xuống, anh điếng hồn hết trơn. Mình là cha là mẹ mà, mình từng coi báo, coi sách, coi vở, mình biết không nên cãi nhau trước mặt đứa trẻ. Cái anh mới khiều vợ anh, em á, tại sao ngay chỗ này diễn trong phim cái chỗ này mà em lại chửi anh nhẹ vậy? Thế nó khựng lại liền. Nó nghe nó diễn trong phim chỗ này khựng lại, cái nói em diễn là coi cái chỗ mà đạo diễn ta chỉ cho em á, xem lại diễn thiếu chỗ này gì, em lại em tát vô mặt anh chứ. Lợi tát vô nó cứ diễn thôi mà tát thiệt á. Cái ngồi đằng kia cười. Cái hai chồng lại ôm đó, lại ôm con. Sao con ngồi đây mà con khóc vậy? Hồi nãy con tưởng ba với mẹ dây lộn thiệt. Hay quá. Ôi thấy thương quá ha. Lúc đó nó mấy tuổi hả? Lúc đó nó năm, cũng 4 năm tuổi. Đây là chỉ nhiêu rồi? 8 tuổi rưỡi á. Nhưng mà chắc chắn là sau đợt đó rồi là anh với Phú không bao giờ gây nhau trước mặt con nữa. Không bao giờ dám. Dạ đúng rồi, không dám nữa. Rồi, bây giờ anh mong muốn Phú thay đổi điều gì? Không, vợ anh là hôm nay là rất là hoàn hảo. Anh không còn muốn vợ anh thay đổi cái gì hết. Còn cái chuyện hồi nãy anh kể ra là nó rất nhỏ, mà ai cũng phải vướng cái đó. Rồi. Có kêu cũng không được. Con Phú thì sao? Em có mong muốn anh Thanh thay đổi điều gì không? Dạ, ông xã của em ở thời điểm hiện giờ á, là ảnh đã, ảnh từ một cái con người khác mà đã chuyển biến gì sống với em. Anh đã chuyển biến trở thành một cái con người khác và thay đổi rất là nhiều. Cho nên là hôm nay trên cái chương trình này em cũng không có muốn ảnh thay đổi gì hết. Em muốn ảnh vẫn y như vậy là gia đình em đã hạnh phúc lắm rồi. Quá trời hay. Em á, em thấy vậy nè anh, bây giờ mới hiểu lý do tại sao mà em thương ảnh. Con người ảnh quá có duyên đúng không? Anh duyên dáng mà. Anh nói chuyện mà chuyện vui cũng có duyên, mà chuyện buồn cũng có duyên rồi. Anh giận lên cũng có duyên nữa. Thật sự là như vậy. Thì thôi hôm nay nhân cơ hội đến với chương trình Vòng Son này, em muốn hỏi anh là anh có điều gì muốn nói với bạn Phú này hay không? Nói chung là cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son đã cho anh trải nghiệm thêm một cái sức sống mới. Và anh hiểu thêm người vợ trẻ của anh. Anh mong rằng em vẫn thương anh và hai con anh như ngày đầu em gặp anh. Quá dễ thương, duyên dáng, thành thật, thẳng thắn. Em xin chúc cho anh cũng như Phú sẽ mãi mãi nắm tay nhau, hạnh phúc như thế này, tươi cười như thế này và yêu thương trọn vẹn. Nghe. Cảm ơn anh đã tham dự chương trình. Cảm ơn Phú.